mời các cô chú chúng ta cùng một ly rượu mừng xuân. Tí muốn tí à? Kính chúc ba má năm mới dồi dào sức khỏe. Mới có nhiều niềm vui, có nhiều cái tài học vô trong cuộc sống. Tại vì chắc có thể là có tài lộc nó vui, còn nhiều nó cũng có tài lộc, có thể vui cái tài lộc trước, đúng không? Rồi đến vui cả cái tài lộc thì mới có sức khỏe, tiền chữa bệnh, tiền thuốc ngon. Đấy, nhưng mà cái gì mình đã nói cái lớn hơn là phước như nam tỷ, phước như đông tỷ, thọ tựa nam sơn. Thì còn cái phước của ba má thì chị lớn còn nhau tựa đông và cái thọ của ba má thì họ nam sơn. Còn lúc nào được tự cái phước niềm vui còn đại cường cũng biết lời. Thông qua Zalo rồi Viber gì đó không? Thì có lẽ nó kết nha dễ hơn mà chỉ con câu chạy tới không là biết không? Xin hết. Đơn giản đi, nó dễ, chỗ nào qua hết, phức tạp tới nó khó là. Ngay giờ tới gia đình của con, hôm nay là hậu tốt. Xin kính chúc ba má một năm mạnh giỏi, vui vẻ. Và giảng sự như ý, rồi con xin hết. Không có nam nữ bình quyền được, xã hội rồi nam nữ bình quyền không có chuyện đó, nhớ thành lý thuyết thôi. Chương trình này là gì, ông chúc gia đình của mấy cô, gia đình của bác hai tấn tài, tấn lộc, tấn an khang. Rồi cảm giác. Trời cảm giác đó đẹp quá ta. Quay kì. Mấy chị thấy quá. Rồi kính thưa ba má, nhân dịp xuân về tới đến, gia đình con xin kính chúc ba má có một mùa xuân vui tươi, dồi dào sức khỏe và gặp nhiều may mắn và nhiều sự như ý. Để sợ cho ba má nhiều là được. Nói rồi, tài lộc vô.
đi, tới đi. Nói to lên, con chúc ông ngồi còn mệt, khỏe mạnh. Khỏe mạnh. Khỏe mạnh. Rồi. Kính thưa ba má, nhân dịp xuân về con cũng xin kính chúc cho ba má được vui khỏe, vui vẻ, sung túc, hạnh phúc. Con xin phép là nhân dịp xuân về thì gia đình con có một bài hát để cho không khí xuân nó thêm vui. Rồi, con xin nghe cái bài ngày Tết của em. Xuân tốt an vui, dù đi đâu ai cũng nhớ để chung vui bên gia đình. Tết 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 đến rồi, Tết 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 đến rồi, Tết 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 đến rồi, Tết đến trong tim mọi người. Đến đến phố xa đông vui, người đi thăm đi người đi chơi, người làm người đi mua sắm Tết, người dân thương như lễ chùa. Con xuân sẽ trở lại.
Dạ, 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 thương mà ngoại thương cái cậu mợ con và bé em và xin phải có tới xanh mắt có lộn xin cái gì đó trình bày khúc gì điệp khúc mùa xuân rồi điệp khúc mùa xuân rồi. Con đã cầu mong ba má sức khỏe trường thọ, các con đã mong ước những cái giây phút ấm cúng như thế này lưu giữ mãi mãi, kể từ mãi mãi. Và đó là cái lời phát biểu của cô Út, là một người có Út trong gia đình, là người em nhỏ nhất của người em của các con. Vì vậy là nó hòa chung với cái nhìn chung sáng là những con vị trí được truyền cho thầy.
Thứ nhất là ta gửi đến những người mà gần ba nhất, có lẽ là ba thứ yêu nhất, và làm cho ba những cái to lớn nhất, và cái đó không bao giờ mất hết, không bao giờ nhạt phai hết. Nhưng mà qua cái đề xì này, ta cũng gửi đến tất cả những cái tập xuân, những cái tình cảm thấm thiết, cả những cái gì gọi là tình chồng vợ xưa nay, bao nhiêu năm cố gắng giữ, bao nhiêu năm cố gắng xây dựng, và không tiếp tục mãi mãi, cầu chúc cho đẹp mãi, và chúc cho má con cũng được vui khỏe, sống lâu. Cảm ơn. Cái thứ hai là ta gửi đến cái gia đình của Dũng Nam, hồ sĩ Dũng. Hôm nay thì ta rất vui là vì Dũng có hai cái người trai, ta thấy nó tồn 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 bắt đầu cuộc cầu của đời đã làm việc tuy là đưa đi sâu vào công việc. Mình mong muốn mình cũng sao có được làm một cái khởi đầu, một cái hai nữa về chầu non hay là lấy lọc cũng tốt, và ta nghĩ là có thể trở thành một hoa lá xinh tươi, một hoa lá sau này đó là em. Có như vậy là cũng được, nhờ cái sự đồng phòng che chở nuôi dưỡng chắc có con. Gia đình thứ nữ chứ
năm. À, cái mình đã được tốt nghiệp rồi, quay mình một cái mình đã được. À, một cái gia đình này đó là rất là nghệ sĩ. Từng ly từng tí đều
chăm sóc, dốc hết lòng thương và cả con. Nhiều lúc chiều buồn rồi mất công, nhớ con xa mắng, xót xa lòng. Từng đứa con yêu, từng nhịp đập của trái tim ba cả tình nồng. Đó là cái bài thơ ba đã làm vào ngày 27 tháng 9 năm 1997. Thương lắm đất hòa cư,
tôi trở về trong chiếc nôi ấm ấy, nhớ lời hát ru trên chiếc võng mềm đưa đẩy, lời mẹ hiền còn vang vọng trong tim. Đã bao năm tôi còn mãi đi tìm những hình bóng êm đềm thời quá khứ. Đã bao đêm chập trùng trong giấc ngủ, bao nhớ thương những kỷ niệm trọn đời. Hình ảnh mọi thứ còn sống mãi trong tôi, một thợ làm son, một thiếu. Thương mến lắm những tuổi ngày bận rộn bên mẹ cha cùng anh chị trong gia đình. Đêm mọi thứ đêm trầm ấm và thắm tình, một mặt sống sâu và hơi thở. Từ vầng sáng trang nghiêm của cha đến nụ cười bao dung của mẹ, tình cảm thiên liêng lan tỏa còn của con hát. Những yêu thương, những rung động, những bồn chồn, những sao xuyến, những rập rộn niềm thương nhớ. Tình gia đình, tình quê hương xứ sở đang chứa trong tôi như máu đỏ trở về tim. Bao mến thương, bao gắn bó nỗi niềm, bao tha thiết như vợ con thương nhớ. Quê hương ơi, xin đời đời rạng rỡ, tôi kính dâng người ca muôn thuở tận phong tư. Trong cái bài này bạn có thêm một chút để con cùng thêm là cái phong tư này mình đã đọc vào của thần thánh đồ bàn ngày xưa. Cái thần đồ bàn về những cái vị thứ mười thứ chín ngày đông một số ông vua tên là vua Nhật Hoan là thành cái đế chế đồ bàn. Có những vị vua danh tiếng như thế Bồng Nai cái nhiều lần tiến công ra đánh ở Hà Nội Phú Lâm, những cái đợt trầm của công làm cho cả hai cái nhà vua cung điện của nhà vua là phải chiến thắng hết bao nhiêu năm cái trận như vậy. Nhưng mà cái thành quả cơ mình đã cầm đó, nhưng mà sau này cái thành đồ bàn này cũng là cái đế đô của Tây Sơn, thì Nguyễn Nhạc lên cái thành này để xin đế năm 1728 thì người ta gọi là thành Hoàng Đế. Thành Hoàng Đế này cũng là nói tương phản, là vì có một cái điều rất lịch sử là giữa Nguyễn Nhạc trong thời anh em bất đồng sinh ra của Nguyễn Nhạc anh bám nhau, sau đó Nguyễn Nhạc đứng trên thành kêu khóc và bảo rằng không thể nào lấy cái nồi đậu nấu đậu rồi lấy cái rễ đậu cây đậu để nung lửa cái đậu để được sao. Con này là ý trong tâm tin của tinh thiên quân học ông Nguyễn và động lòng chúng quân về Phú Xuân. Thì cái nơi này, cái nơi bà cư mình ở này cũng nằm trong cái thành của đô đó. Và lúc bây giờ người là thành phố cao lên đó, người ở Tuy Phước nhưng mà lên đó và như chưa có ông thức. Thì cái này cũng là một cái mặt cảm của những bộ phận nhân tài Nguyễn Trãi cái mặt cảm đó, coi như là con một trai gái ông ta là con của bà mẹ con quan hệ tín đồ của Nguyễn Trãi đó. Nhưng mà ông cha Nguyễn Trãi và ông Sĩ Khánh nghèo quá thì nhà kèm của hai vợ chồng này thương yêu nhau rồi cũng bị bỏ trốn nhưng đang làm trại trong thứ hai là ông Trung Văn Thang vân vân. Nên cái thời sau cái thời mà cao của một tập người đó mở bài văn sau khi mà ông nội đổ đạn rồi bao nhiêu làng ba cái làng là một làng ở phía trước, một làng ở bên cạnh một làng ở bên cạnh và khi chúng ta họ tranh nhau từ trước cũng như bài tổ thì lúc bây giờ thì được ưu tiên cho làng mặt cư mặc dù là ở sau khi có một học kiến thức ưu tiên hai năm để trước đó là ba của các cô
ba. Chúc năm nay cũng khỏe, mạnh khỏe, là em lo cái gì. Cho người ở xa về đây xung vầy, Tết 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 là Tết là Tết, con cháu bà quay quần bên nhau. Cho đàn trẻ thơ cùng khoe áo mai, cho những người anh nghỉ gì trẻ con, tất cả mọi người hân hoan chúc nhau, chúc nhau một năm an lành yên vui. Trẻ con, tất cả mọi người hân hoan chúc nhau một năm an lành yên vui.